Năm 2013, Jurgen Klopp nhất quyết không bán Robert Lewandowski cho Bayern Munich dù hợp đồng của anh với Dortmund chỉ còn một năm. Và rõ ràng những gì Bayern Munich cần làm chỉ là chờ đợi thêm một chút để ký kết đường hoàng với ngôi sao người Ba Lan. Sức hút của nhà vô địch Champions League là quá lớn và nếu việc hút máu này cứ diễn ra, đó cũng là dấu chấm hết cho Bundesliga. Dự đoán đó đã trở nên chuẩn xác đến mức không thể tin được. Câu chuyện của Lewandowski và Bayern Munich bắt đầu từ tháng 7 năm 2014, trở thành người dẫn dắt hàng công của đội bóng mạnh mẽ nhất thế giới và cũng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tài năng nhất thế giới, Pep Guardiola. Dortmund hoàn toàn không nhận được một xu nào từ thương vụ này. Mùa giải đầu tiên tại Bayern Munich, Lewandowski đã bắt nhịp khá tốt ở đội bóng mới, nhưng nó có thể nói là một năm thất bại của Bayern Munich. Họ thất bại 0-2 trước Dortmund ở siêu cúp đầu mùa. Họ tiếp tục thất bại trước Dortmund trong trận bán kết cúp quốc gia Đức ở loạt sút luân lưu định mệnh. Và họ thất bại trong hành trình chinh phục Champions League trước một Barcelona quá mạnh mẽ mùa giải đó. Trận đấu chứng kiến Lewandowski mang một chiếc mặt nạ đặc biệt bảo vệ mũi. Bayern Munich chỉ lên ngôi ở Bundesliga với Lewandowski là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai giải đấu, 17 bàn thắng sau 31 trận. Có thể coi là một năm không tồi của tiền đạo người Ba Lan trước khi anh tạo nên những điều kỳ diệu hơn trong màu áo câu lạc bộ này. Điều kỳ diệu đó đến vào tháng 9 năm 2015. Bước vào trận đấu gặp Wolfsburg và bị đội bóng này dẫn 1-0 trên sân nhà, Lewandowski đã tức giận, thở hổn hển và làm nổ tung cả sân Allianz Arena. Anh được huấn luyện viên Pep Guardiola tung vào sân ngay đầu hiệp 2. Mất vài phút để bắt nhịp trận đấu, chân sút người Ba Lan đã làm nên kỳ tích trong sự nghiệp của mình. Lewandowski cần 4 phút để hoàn tất cú hat-trick vào lưới thủ môn Diego Benaglio và thêm 5 phút để ghi thêm 2 bàn, ấn định chiến thắng 5-1 cho Bayern khi đồng hồ mới chỉ đến phút 60. Huấn luyện viên Pep Guardiola ôm đầu ngỡ ngàng khi chứng kiến toàn bộ điều đó. Tôi chưa bao giờ trải qua một tình huống như vậy trên cương vị huấn luyện viên cũng như cầu thủ. 5 bàn trong 9 phút, tôi thực sự rất hạnh phúc với Lewandowski. Chính thành tích này đã giúp tiền đạo người Ba Lan giành tới 4 kỷ lục được công nhận bởi tổ chức Guinness Thế giới bao gồm hat-trick nhanh nhất, 4 bàn thắng nhanh nhất, 5 bàn thắng nhanh nhất và là cầu thủ đầu tiên ghi được 5 bàn thắng khi vào sân từ băng ghế dự bị. Khoảnh khắc đưa Lewandowski đến một mức độ mới trong danh sách những tay làm bàn đáng sợ nhất châu Âu. Ở Bayern, Pep chính là người đã dạy Lewandowski quan sát bóng đá với một góc nhìn khác về việc di chuyển không bóng hay các bài chiến thuật để có thể quan sát được nhiều khía cạnh của môn thể thao này. Klopp đã đưa Luis ra ánh sáng và Pep Guardiola thì đưa anh đến một đỉnh cao khác. Lewandowski nhanh chóng hoàn thành bàn thắng thứ 100 tại Bundesliga sau 168 trận ra sân. Đó cũng là kỷ lục của giải đấu này đối với một cầu thủ nước ngoài. Việc nổ súng vào lưới Dortmund không còn là một điều quá xa lạ đối với cầu thủ người Ba Lan nữa. Cuối năm đó, Lewandowski trở thành người xếp thứ tư trong danh sách bình chọn quả bóng vàng sau ba cái tên Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar. Đó được cho là một trong những bước tiến mạnh mẽ của Lewy và khoảng cách của anh với những người giỏi nhất của môn thể thao này đang trở nên gần hơn. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Chỉ một năm sau đó, quả bóng vàng 2016 xếp anh ở vị trí thứ 16, ngay sau cả những cái tên như Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Pierre-Emerick Aubameyang hay Jamie Vardy. Những gì Lewandowski đáp lại là dòng trạng thái cười ra nước mắt trên Twitter. Bởi lẽ anh đã có một mùa giải không hề tồi khi ghi 42 bàn thắng sau 51 trận đấu ở mọi đấu trường và tiến vào bán kết của Champions League. Từ đây, Lewandowski bước vào một giai đoạn khá chông gai trong sự nghiệp của mình. Sau hai mùa giải làm việc dưới trướng của Pep Guardiola và một năm làm việc cùng Carlo Ancelotti nhưng lại không thể mang về chiếc cúp Champions League mà anh hằng ao ước hơn cả, Lewandowski đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Anh cũng đổ lỗi cho đồng đội vì không thể giúp mình cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới của mùa giải 2016-2017. Lewandowski xếp sau Pierre-Emerick Aubameyang, người đã thay thế anh trở thành chân sút chủ lực của Dortmund với khoảng cách một bàn. Đó là năm mà Aubameyang ghi hai bàn trong chiến thắng 4-3 của Dortmund trước Werder Bremen. Lewandowski chỉ đóng góp một pha kiến tạo trong trận thua 4-1 trước Freiburg. Tôi không hài lòng với cách đội bóng này giúp đỡ tôi. Tôi tức giận và thất vọng với thái độ của toàn đội. Vị thế của Lewandowski tại Bayern Munich ngày càng vững chắc nhưng bản thân tiền đạo người Ba Lan cũng đã có ý định rời đi. Vào năm 2018, anh đã thuê Pini Zahavi làm người đại diện của mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đến La Liga của Tây Ban Nha. Nhưng màn trình diễn kém cỏi, đặc biệt trước Real Madrid trong trận thua bạc nhược tại bán kết Champions League mùa 2017-2018 đã giết chết bất kỳ cơ hội chuyển nhượng nào. Đó cũng là một phần về những gì người ta thường nói về Lewandowski. Anh thường không trở thành vị cứu tinh của câu lạc bộ Bayern Munich trong những trận cầu lớn, dù thành tích ghi bàn tăng dần từng ngày. Tháng 11 năm 2018, ở đấu trường Champions League, Lewandowski trở thành cầu thủ ghi 50 bàn nhanh thứ 3 sau Lionel Messi và giúp Van Nistelrooy. Anh chỉ mất 77 trận tại Champions League để đạt được cột mốc này, nhưng Bayern Munich một lần nữa lại gây thất vọng khi nhận thất bại 1-3 trước Liverpool ở vòng 16 đội của Champions League trong một trận đấu mà anh tiếp tục tịt ngòi.
Lewandowski kết thúc mùa giải 2018-2019 với 40 bàn sau 47 trận trên mọi đấu trường, đạt cột mốc 40 bàn trong mùa giải thứ tư liên tiếp. Nhưng điều đó không thực sự giúp Lewandowski vươn lên tầm cao nếu không thể có danh hiệu Champions League. Dù vậy, có một điều đặc biệt về Lewandowski, đó là việc anh ngày càng xuất sắc khi cận kề ở độ tuổi 30. Phải nói thêm rằng, ở đầu mùa giải 2019-2020, có nhiều báo cáo cho rằng có một sự thay đổi kỳ lạ diễn ra trong nội tình đội bóng. Lewandowski dù được báo cáo rằng có khả năng rời đi nhưng rồi anh đột ngột ở lại sau buổi tập để giúp đỡ và tư vấn cho các cầu thủ trẻ của Bayern. Anh cam kết ở lại cùng câu lạc bộ và hướng tới một mùa giải tốt hơn. Lewandowski bùng nổ mạnh mẽ ngay đầu mùa, trở thành người ghi bàn trong 11 trận mở màn liên tiếp của Bundesliga, vượt qua thành tích 8 trận trước đó của Aubameyang. Anh còn tạo nên kỷ lục ghi 4 bàn nhanh nhất ở Champions League trong trận đấu với sao đỏ Belgrade với thời gian 14 phút 31 giây. Cuối năm đó, Lionel Messi tiếp tục nâng cao danh hiệu quả bóng vàng thứ 6 của mình, còn Lewandowski chỉ đứng ở vị trí thứ 8. Nhưng những màn trình diễn đẳng cấp của anh không hề ngừng lại. Lewandowski tiếp tục cân bằng kỷ lục ghi 9 bàn thắng trên sân khách của Cristiano Ronaldo trong một mùa giải tại Champions League. Tuy nhiên, sự hưng phấn đó buộc phải gián đoạn vì một điều đặc biệt, Covid-19 và bóng đá buộc phải hoãn lại một thời gian. Nhưng khi bóng đá trở lại, Lewandowski vẫn cho thấy mình ở một trạng thái tốt đến kinh ngạc khi vượt qua cột mốc 50 bàn lần đầu tiên trong sự nghiệp, mà vẫn còn chưa thi đấu tại Cúp châu Âu. Champions League thay đổi luật khi cho phép định đoạt trận đấu trên sân trung lập. Đó là khi Lewandowski hủy diệt Chelsea với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo trong trận lượt về vòng 16 đội để đụng độ với Barcelona ở trận tứ kết. Ký ức đáng buồn của Barcelona trong trận đấu chính thức được tạo ra, trong một trận đấu có đến 10 bàn thắng được ghi và 8 trong số đó thuộc về Bayern. Bàn thắng cuối cùng của Lewandowski tại Champions League được ghi trong trận thắng 3-0 trước Lyon. Nhiều người tin rằng nếu Bayern Munich có thể đá đủ số trận thông thường, Lewandowski hoàn toàn có thể vươn tới kỷ lục 17 bàn thắng mà Ronaldo từng lập được. Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng bởi Lewandowski và Bayern Munich cũng có mục tiêu lớn hơn, đó là chiếc cúp bạc Champions League, và họ đã thành công khi giành được nó. Lewandowski kết thúc mùa giải với 55 bàn thắng sau tổng cộng 47 trận đấu, bỏ xa mọi đối thủ khác khi đó. Ngay lúc ấy, hình dung về quả bóng vàng của Lewandowski đã xuất hiện. Lewy không dừng lại khi bước vào mùa giải mới và ghi bàn ở hầu hết mọi trận đấu. Anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2020 vào ngày 27 tháng 12, trở thành cầu thủ người Ba Lan đầu tiên giành được giải thưởng này. Nhưng tiếc thay cho một danh hiệu quan trọng khác là quả bóng vàng của Fan Football bị hủy bỏ. Điều này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ khi hầu hết các tổ chức truyền thông thể thao và các cầu thủ đều tin rằng lẽ ra giải thưởng này phải được trao và nó nên được dành cho Lewandowski. Điều đó đã khiến Lewandowski thất vọng nhưng anh vẫn duy trì đều đặn công việc ghi bàn của mình, góp phần đưa Bayern Munich đi đến cú ăn 6 huyền thoại sau khi giành chiến thắng ở FIFA Club World Cup 2020. Dần dần, Lewandowski vượt qua Klaus Fischer, leo lên vị trí thứ 2 trong danh sách những tay săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của Bundesliga. Tuy nhiên, điều xui xẻo nhất đã đến với Lewandowski trong năm đó, khi anh gặp phải một chấn thương dây chằng đầu gối và buộc phải vắng mặt trong cuộc đụng độ với Paris Saint-Germain ở tứ kết Champions League. Đó là một phần lý do khiến Bayern Munich bị loại. Nhưng anh lại tạo ra điều tuyệt vời khác tại Bundesliga, đó là khi phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa của huyền thoại Gerd Müller. Tiền đạo người Ba Lan đã ghi được 41 bàn thắng trong mùa giải 2020-2021. Để phá kỷ lục này luôn cần có một nỗ lực đặc biệt, và Lewandowski cũng đã đạt được thành tích này một cách ấn tượng nhất. Thống kê cho thấy, khi Müller đạt thành tích 40 bàn vào mùa 71-72, ông đã thi đấu trong tất cả 34 trận đấu của Bayern. Còn Lewy chỉ thi đấu 29 trận ở giải vô địch quốc gia để xác lập nên một kỷ lục mới. Anh đã có một kết thúc đầy cảm xúc khi ấn định thắng lợi 5-2 cho Bayern Munich trước Augsburg ở phút 90 của trận đấu. Những khoảnh khắc ăn mừng cho bàn thắng lịch sử đó mãi khắc ghi trong tâm trí mọi người hâm mộ của Bayern Munich. Bàn thắng đó cũng giúp anh giành luôn danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu đầu tiên của mình. Lewandowski kết thúc mùa giải với 48 bàn thắng sau 40 trận trên mọi đấu trường, trở thành năm thứ 6 anh có 40 bàn trở lên. Lewandowski đặt cột mốc 300 bàn thắng cho Bayern Munich vào tháng 9 năm 2021, tiếp tục vượt kỷ lục săn bàn trong 15 trận liên tiếp của huyền thoại Gerd Müller, người vừa mất trước đó một tháng. Anh tiếp tục phá vỡ một kỷ lục khác của cố huyền thoại người Đức với 43 bàn thắng cho Bayern trong một năm dương lịch. Cuối năm 2021, anh một lần nữa xuất hiện trong top 2 quả bóng vàng nhưng để thua Lionel Messi, tiếp tục tạo ra một cuộc tranh luận lớn khác. Chính Lionel Messi trong buổi trao giải đó đã nói rằng Lewandowski xứng đáng có một quả bóng vàng được trao lại sau những gì đã làm được ở mùa 2019-2020. Tuy nhiên, ở giải thưởng FIFA The Best, anh tiếp tục trở thành cầu thủ nam xuất sắc nhất 5 năm thứ 2 liên tiếp. Và những phát ngôn sau đó của Lewandowski khi so sánh về hai giải thưởng cũng gây ra không ít làn sóng tranh cãi.